Chào anh em, nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn. Thì cái phần mềm này nó có thể là cài đặt vào tất cả những cái dòng điện thoại của anh em như iPhone, Samsung, Oppo. Thì cái phần mềm này nó có thể là chỉnh sửa được tất cả những cái hack sửa tin nhắn, ví dụ như SMS tổng đài, Zalo, ấy, Messenger trên Facebook, Kakao, Viber. Đấy, công ty đều có thể là hack được tất cả cho anh em. Thì sau đây tôi sẽ test trực tiếp cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Đấy. Tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy rơi đây để đảm bảo cho anh em khi test đấy, video sẽ được chạy thông suốt, đấy, không có chuyện cắt ghép video chỉnh sửa anh em nhé. Anh em cứ chú ý cái đồng hồ chạy rơi này. Đấy. Thì anh em thấy cái hiệu quả của cái phần mềm này. Đấy. Sau đây tôi sẽ vào Zalo anh em nhé. Đấy, vào Zalo này. Tôi sẽ nhắn một cái nội dung tin nhắn. Đấy, là lô 11 22 33 nhân đấy, 5.000 điểm anh em nhé. Chơi lớn anh em nhé. Đấy, ok. Đấy, anh em nhìn rõ này. Anh em chú ý tôi cái mốc thời gian, khung thời gian anh em nhé. Nick của nó là Hoa Vinh anh em nhé. Nick Zalo nó là Hoa Vinh này. Tôi sẽ gửi sang cái máy chủ lô. Đấy. Thì cái máy chủ lô sẽ nhận được. Đấy, cho anh em xem cái thời gian này, lại cái thời gian. Anh em nhớ tôi mốc thời gian nhé. Đấy, nó là 13 giờ 53 phút hôm nay. Đấy, 13 giờ 53 phút hôm nay. Đấy, sẽ mở cái tin nhắn của chủ lô ra. Đấy. Thì cái máy của chủ lô anh em nhé. Đấy. Nó sẽ nhận được cái tin nhắn là lô 112233 nhân 5.000 điểm vào lúc 13 giờ 53 anh em nhé. 13 giờ 53 thì thông thường chủ lô họ sẽ copy lại này, copy lại ok ok cho mình và họ sẽ gửi sang cho mình anh em nhé. Đấy, họ sẽ gửi sang cho mình này vào lúc 13 giờ 54 anh em nhé. 13 giờ 54 lô 112233 ok lại 13 giờ 54. Đấy. Thì bên máy phần mềm của mình sẽ nhận được của họ là lô 112233 nhân 5.000 điểm ok vào lúc 13 giờ 54 anh em nhé. Anh em nhớ tôi cái mốc thời gian này. Đấy. 13 giờ 54 này. Đấy. Tôi sẽ ghi một cái nội dung tin nhắn nữa là đề anh em nhé. Đấy, đề ba càng, nhưng mà tôi đánh ba càng. Đấy, 2 3 4 3 càng anh em nhé. Nhân nó 5 triệu. Đánh sập nhà cái luôn. Đánh sập chủ lô luôn anh em nhé. Nếu có sân chơi là anh em sẽ giành chiến thắng thôi. Đấy, sẽ gửi sang này. Để 2 3 4 đấy, nhân 5 triệu này, 2 3 4 nhân 5 triệu vào lúc là 13 giờ 55 anh em nhé. 13 giờ 55 này. Đấy. Ok, tôi sẽ mở cái máy của chủ lô ra. Đấy, Hải này. Vào lúc 234 nhân 5 triệu vào lúc 13 giờ 55. Thì thông thường chủ lô họ sẽ copy lại anh em nhé. Đấy, và giá nó ok. Đấy, anh em ok. Đấy. Ok và gửi sang cái máy phần mềm của mình. Đấy. Thì tôi sẽ cho anh em xem cái nội dung tin nhắn trước khi chưa chỉnh sửa anh em nhé. Đấy. Thì đầu tiên là cái nick Hoa Vinh và Hải này anh em này. Đấy, đấy. Hoa Vinh và Hải này. Đấy, thời gian là hôm nay này, 13 giờ 53 hôm nay. Đấy, 13 giờ. Để cho anh em xem kỹ luôn. Đấy, 13 giờ 53, 13 giờ 53 11 tháng 1 2020 anh em nhé. Lô đề này. Đấy, 13 5 5 này. Ok anh em nhớ tôi mốc thời gian và con số. Thì tôi sẽ để đây một vài phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em. Đấy. Cái mốc thời gian khi chỉnh sửa nó vẫn giữ nguyên mốc thời gian bắt đầu gửi anh em nhá. Đấy, bây giờ là 4 phút 04 giây. Đấy, tôi sẽ để là 5 phút 30 giây. Tôi chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em. Cái khung thời gian vẫn giữ nguyên mốc thời gian ban đầu. Thì anh em nào có nhu cầu về phần mềm, anh em gọi trực tiếp vào số 0916514
bên trung tâm dùng cái số điện thoại duy nhất đấy, để tránh những cái tình trạng anh em mua những cái cơ sở khác không đúng như quảng cáo, anh em đòi bảo hành. Đấy, lưu ý với anh em công ty dùng cái số điện thoại duy nhất. Ở khu vực miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông, trung tâm có cơ sở cạnh bến xe miền Đông, anh em vào nhà anh em test phần mềm và cài đặt phần mềm trực tiếp. Đấy. Cái khu vực ở bên miền Bắc, trung tâm cơ sở cạnh bến xe Mỹ Đình, anh em vào cơ sở anh em cài đặt phần mềm trực tiếp. Đấy. Ở bên nước ngoài anh em không về được, đấy, trung tâm có những đội ngũ nhân viên cao cấp nhất, đấy, xâm nhập vào máy của anh em cài đặt cho anh em, cài đặt xong ok anh em mới phải chuyển phí cho bên trung tâm. Đấy, lưu ý với anh em. Đấy, đã qua được bây giờ 5 phút 22 anh em nhé, tôi sẽ bắt đầu chỉnh sửa cho anh em này. Thì cái phần mềm này thì chỉnh sửa cực kỳ đơn giản thôi, anh em chỉ cần vào phần mềm mà chúng tôi cài đặt sẵn, đấy, anh em thay đổi con số và anh em gửi lại thì máy sẽ tự động bộ hóa giữa hai máy anh em nhé. Bắt đầu tôi chỉnh sửa này anh em này. Đấy, anh em chú ý cái máy chủ lô này. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Thì vừa rồi tôi đã chỉnh sửa thì bên máy chủ lô không sáng đèn anh em nhé, bên chủ lô này không sáng đèn. Thì quan trọng nhất bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra để cho anh em thấy con số và cái thời gian nó giữ nguyên mốc ban đầu không và con số nó đã được thay đổi không anh em nhé. Đấy, tôi sẽ vào Zalo này. Đấy, Hải này anh em này. Đấy, tôi sẽ vào Zalo này. Đấy. Vào Zalo anh em nhé, Hải này, Nick này, Hoa Vinh này. Đấy, đây anh em này. Tôi sẽ mở ra này. Sẽ mở hai tin nhắn ra này. Để so sánh cho anh em này. Đấy, vào lúc 13h53 mùng 1 11 tháng 1 2020. Đấy, 13h53 con số đã được thay đổi anh em nhé. Ok chưa anh em? Ok chưa? Với cái phần mềm công nghệ này anh em có sân chơi, anh em tạo được sân chơi, anh em sẽ giành chiến thắng với những anh em có sân chơi anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem clip. Chào tất cả anh em nhé. Nay tôi sẽ giới thiệu anh em một cái phần mềm công nghệ 8.0 mới nhất trong năm 2020. Đấy, thì đó là gì? Đó chính là cái phần mềm chỉnh sửa nội dung tin nhắn ở trên điện thoại anh em nhé. Phần mềm này anh em có thể cài đặt vào tất cả các dòng điện thoại như iPhone này, Samsung, Oppo, Huawei anh em đều có thể cài đặt được nhé. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ vào test trực tiếp cho anh em. Thì ở trên màn hình đây à, tôi đã chuẩn bị sẵn hai chiếc điện thoại anh em nhé. Thì đấy, tôi nói luôn là chủ dùng máy nào anh em đều có thể cài đặt được, anh em đều có thể chơi được anh em nhé. Thì trước khi test tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy dây lên này để đảm bảo với anh em trong quá trình quay video là video không bị thay đổi, không bị cắt ghép anh em nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ nhắn một số nội dung lô sang cái máy iPhone này anh em nhé. Đấy, tôi sẽ nhắn một vài nội dung sang cái máy iPhone này. Đây anh em nhé. Đây tôi sẽ mở ra cho anh xem là lô 2233 anh em nhé. Đây anh em nhìn tin nhắn cuối cùng này. Bây giờ tôi sẽ sửa thành một con lô khác anh em nhé. Đây. Đây anh em nhé, tôi sẽ sửa thành lô 2256. Đấy, thì đấy là chủ dùng iPhone. Thế còn chủ dùng Samsung thì sao ấy? Rất nhiều anh em thắc mắc cái câu hỏi đấy. Thì tôi nói luôn là chủ dùng máy nào cũng được. Thì bây giờ tôi lại tiếp tục tôi sẽ nhắn một vài nội dung lô đề sang cái máy Samsung này anh em nhé. Đấy. Đấy anh em nhé. Đấy, máy đã nhận được tin nhắn này. Tôi sẽ mở ra anh em nhé. Đây anh em nhé, lô 112233 đấy, thông thường khi anh em nhận được tin nhắn thì chủ sẽ ok lại này,
Bây giờ tôi sẽ ok lại. Rồi tôi để một vài phút sau tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em nhé. Đây anh em nhìn này. Tôi sẽ bấm ok lại. Đây ok lại. Đấy anh em nhé. Đấy thì tôi đã ok lại rồi. Bây giờ tôi sẽ để chiếc máy ở đây và tôi sẽ đợi một vài phút sau rồi tôi sẽ chỉnh sửa lại cho anh em nhé. Để đảm bảo với anh em là khi tôi chỉnh sửa thì cái máy chủ lô nó sẽ không sáng màn hình anh em nhé. Không hiện lên chuông, không hiện lên thông báo gì cả. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu thì anh em cứ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 0916541444 anh em nhé. Đấy, mình sẽ tư vấn cụ thể hơn cho anh em. Khi anh em mua hàng anh em lưu ý là nhà mình dùng duy nhất một số điện thoại này anh em nhé. Anh em gọi đúng số điện thoại. Đấy mà nói luôn với anh em á. Nói luôn với anh em á là cái phần mềm này chỉ độc quyền nhà mình mới làm được anh em nhé. Đấy, khi anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể qua trực tiếp. Nếu như anh em ở miền Bắc thì anh em có thể qua bến xe Mỹ Đình. Còn những anh em ở miền Nam thì anh em có thể qua bến xe miền Đông anh em nhé. Anh em đến trực tiếp cơ sở nhà mình anh em test hàng, anh em cài đặt phần mềm anh em nhé. Đấy thì bây giờ mình sẽ đợi thời gian đến 3 phút rồi mình sẽ chỉnh sửa lại. Đấy, những anh em nào mà đang thua tha, đang nợ lần, anh em xem được clip này thì anh em cứ gọi trực tiếp cho mình. Đấy, mình sẽ hỗ trợ anh em vào bảo an toàn anh em nhé. Đấy, thời gian bây giờ đã trôi qua 3 phút anh em nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại nội dung tin nhắn anh em nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ chỉnh sửa thành mình sẽ chỉnh sửa con 33 thành con 55 anh em nhé. Đấy, mình sẽ chỉ chỉnh sửa một con trong cái Zalo ấy thôi. Lúc trước là mình đánh 112233. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa con 33 thành con 55 này nhá. Anh em chú ý là khi mình chỉnh sửa này máy chủ lô sẽ không thông báo, không sáng màn hình anh em nhé. Rồi mình đã chỉnh sửa xong anh em nhé. Đấy bây giờ mình sẽ mở máy chủ lô ra để cho anh em kiểm tra anh em nhé. Đây máy này hoàn toàn không có thông báo này, không sáng màn hình anh em, không có tin nhắn đến. Đấy, không có một tang tích gì cả. Hay mình sẽ mở ra. Đây anh em nhìn này. Đấy, lúc trước là mình đánh. Đây mình sẽ quay anh em nhìn kỹ hơn này. Đây lúc trước là mình đánh lô 112233 anh em nhé. Thời gian là 12:04. Thì bây giờ mình đã chỉnh sửa thành lô 112255 anh em nhé. Mình đã chỉnh sửa con 33 thành con 55 này. Anh em chú ý này, cái mốc thời gian nó vẫn giữ nguyên nhé. Nếu mà mốc thời gian nó thay đổi thì nó sẽ nhảy xuống bên dưới chỗ ok này. Đấy. Anh em này đã thấy được cái sự hiệu quả của phần mềm này rồi. Anh em nào mà có nhu cầu anh em cứ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 0916541444 anh em nhé. Đấy, còn những anh em mà ở nước ngoài hay ở xa, anh em không đến cài đặt phần mềm thì anh em có thể gọi điện cho mình. Mình sẽ cài đặt từ xa cho anh em nhé. Sau đó mình sẽ gửi video cách chơi cho anh em chơi. Đấy, thì anh em nào mà xem được video này thì anh em cứ gọi điện trực tiếp cho mình sẽ tư vấn cho anh em. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây.